Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2020, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 6 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Mậu Thìn, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý. Và hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như là giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành niên mệnh Đại Lâm Mộc, ngày Mậu Thìn tức Can Chi tương đồng thuộc Thổ, và hôm nay là ngày Cát các bạn nhé. Về nạp âm Đại Lâm Mộc Kỷ Tuổi Nhâm Tuất Bính Tuất, ngày thuộc hành Mộc khắc với hành Thổ, đặc biệt là Tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ, không sợ mộc. Được. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân, thành Thủy cục xung với Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất các bạn nhé. Về các tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Canh Tuất, Bính Tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi và Tân Sửu. Các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như là sao Kính Tâm tốt đối với an táng, sao Hoạt Diệu tốt nhưng gặp thụ tử thì xấu, sao Lục Hợp tốt mọi việc, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có như là sao Nguyệt Phá xấu về xây dựng nhà cửa, sao Nguyệt Hư, Nguyệt Sát xấu đối với giá giá thú, mở cửa, mở hàng. Về các hướng xuất hành tốt trong ngày, thị thần hướng đông nam, tài thần hướng chính bắc. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này chẳng hề có cái điều gì đáng phải lo lắng cả bạn tuổi Tý nhá. Và bạn tuổi Tý, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn, cho nên với bạn tuổi Tý đang có được những cái khoảng thời gian nghỉ ngơi, và cái điều này đã giúp cho tình cảm gia đình thêm phần gắn kết hơn với bạn tuổi Tý nữa rồi. Và bạn tuổi Tý, bạn có được nhiều cái cơ hội bên nhau tâm sự và chia sẻ với nhau, cái điều này giúp cho bạn tuổi Tý không còn cảm thấy cái khoảng cách với chính mình và người thân nữa bạn tuổi Tý nhé. Bạn tuổi Tý, bạn cũng biết mình cần phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc đáng quý trong tầm tay của mình nữa rồi. Bên cạnh đó, trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có chính ấn ở bên, cho nên công việc của bạn tuổi Tý đang tiến triển đúng theo hướng mà bạn mong muốn nữa rồi. Những cái thành tích xuất sắc mà bạn tuổi Tý đạt được có thể giúp cho bạn sớm được cất nhắc lên cái vị trí cao hơn nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Tý, nếu như bạn xuất hành đi xa thì cũng được thuận lợi. Tuy nhiên, bạn cần phải xuất hành theo hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc để tăng thêm cái vận may cho mình. Ngày hôm nay theo Khổng Minh là ngày Thiên Dương cũng rất tốt, xuất hành tốt, cầu tài lộc thì được tài, hội vợ được vợ, mọi việc đều như ý đoạn.
Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, công việc ổn định. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, gia đình hòa thuận. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, hạnh phúc ấm êm. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, công danh được thăng tiến. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn cần phải thật bình tĩnh để xử lý cái chuyện tình cảm của mình nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu, có thể đối phương mắc lỗi, nhưng hãy để cho người ấy có cái cơ hội để giải thích những cái hành động của mình đó. Và bạn tuổi Sửu, bạn đừng có quá hấp tấp, nếu không cục diện tương phá, cái điều này sẽ phá hại những gì mà bạn đang dày công xây dựng, cả tình yêu và lòng tin mà bạn không muốn phải mất đi đó bạn tuổi Sửu nhé. Cái chuyện đâu còn có đó, chớ nên mất kiểm soát bản thân mình đó bạn tuổi Sửu. Ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang có được chính tài chiếu mệnh. Cái điều này đảm bảo cho bạn tuổi Sửu có được cái nguồn thu nhập trong ngày khá chi là vững vàng và ổn định cho bản mệnh. Và với bạn tuổi Sửu sẽ không cần phải vất vả chạy ngược chạy xuôi mà đã có đủ tiền để chi tiêu cho những cái cuộc sống hàng ngày đó bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, tiền bạc được rủng rỉnh. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, cả giận mất khôn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, bạn cần phải bình tĩnh để xem xét. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, có nhiều chuyện không thể bỏ qua được. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội cục nâng đỡ cho bạn, cho nên với bạn tuổi Dần không gặp phải cái vấn đề gì khó khăn trong cái việc tìm kiếm người phù hợp với mình đó. Một nửa của bạn tuổi Dần sẽ ở ngay đâu đó thôi bạn tuổi Dần nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Dần, bạn đừng có tự tạo áp lực cho mình nữa, bạn hãy viết nên thiên tình sự của chính mình, dù người khác có nói gì, sự nhạt nhòa hay là không điểm nhấn cũng có sao, và chỉ đơn giản bởi chỉ hai bạn mới là người tận hưởng hạnh phúc đó thôi bạn tuổi Dần nhé. Nhưng trong cái ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dần, ngày này bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này có thể khiến cho công việc của bạn tuổi Dần có phần bị chậm lại. Và bạn tuổi Dần, bạn hãy lắng nghe lời khuyên bảo từ phía người đi trước, đừng có cứng đầu cố chấp, lúc nào cũng làm theo ý của mình như vậy. Rất có thể bạn sẽ mắc sai lầm lớn đó bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, tình cảm được thăng hoa. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, tìm thấy người như ý. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, công việc bất ổn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, tự mình làm là đúng. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, mắc phải sai lầm đó. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8,
Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này có thể bạn tuổi Mão cảm thấy chán nản vô cùng khi mà chẳng có cái chuyện gì đúng theo như ý của bạn. Ngày này đối với bạn tuổi Mão, bạn đang gặp ngày Mão Thìn tương hại. Cái điều này cho thấy người ấy có thể làm những cái chuyện khiến cho bạn bị tổn thương đó bạn tuổi Mão nhé. Và kinh khủng hơn nữa, cái việc đó là đối phương chẳng hề ý thức rằng mình đã làm sai và đổ mọi tội lỗi lên đầu của bạn đó. Và bạn tuổi Mão, bạn hãy thử lên tiếng chia sẻ và bày tỏ cái quan điểm của bản thân mình để tránh cái việc này tiếp diễn thêm lần nữa bạn tuổi Mão nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Mão, kiếp tài cũng xuất hiện. Cái điều này cảnh báo cho bản mệnh tuổi Mão về nguy cơ mất tiền hao của trong ngày lắm đó. Và bạn tuổi Mão, bạn cần phải giữ chặt cái túi tiền của mình, chỉ mua những thứ thực sự cần thiết, chứ đừng có phung phí tiền bạc quăng đi những thứ mua những cái thứ khác bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tình cảm không được tốt. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, tổn thương sâu sắc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, mù quáng tin người. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, mất tiền, mất của. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, tình duyên ngắn ngủi đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trong ngày này bạn đang cảm thấy chán nản, tuyệt vọng vô cùng, bởi ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Thìn Thìn tự hình, cho thấy mọi chuyện đều là do bạn tuổi Thìn tự suy nghĩ, tự tưởng tượng mà ra, chứ chẳng có ai tác động lên bạn cả nhé. Và bạn tuổi Thìn, bạn không hài lòng về những cái thành tích mà mình đạt được, không thấy thỏa mãn với hạnh phúc của mình đang có mà gây sự với hết người này tới người khác. Cái điều này có thể khiến cho hạnh phúc của bạn tan biến mất. Nhưng trong cái ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này may mắn là bạn đang gặp được ngày có thiên tài luôn ở bên cạnh trợ lực cho bạn. Cho nên với bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay, bản mệnh sẽ có nhiều may mắn trong cái chuyện tiền bạc lắm. Có thể chẳng cần phải cố gắng nhiều, cũng có người mang tiền tới tận tay cho bạn nữa. Và ngày này đối với bạn tuổi Thìn, nếu như bạn xuất hành đi xa thì cũng được thuận lợi, và bạn nên chọn hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc để tăng thêm cái vận may về tài lộc cho mình nhé. Theo khẩu minh, hôm nay là ngày thiên dương cũng rất tốt, tốt cho cái việc xuất hành, cầu tài thì được tài, hội vợ được vợ, mọi chuyện, mọi việc được như ý nữa rồi. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, tiền bạc ùn ùn tới. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, tình cảm tổn thương. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, quan hệ rạn nứt. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, có nhiều việc cần lưu ý. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn cần phải bình tĩnh và sáng suốt hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân.
Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tỵ á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này bạn đang gặp được thực thần chiếu mệnh che chở cho bạn. Cho nên tài vận của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay rất chi là tốt. Bạn mệnh làm ăn kinh doanh được phát đạt, có nhiều ưu thế trong việc nhìn nhận những cái xu hướng sắp tới cho bạn nữa rồi nhé. Và bạn tuổi Tỵ nhờ có cái sự nhanh nhạy đó mà bạn tuổi Tỵ có thể đón đầu xu hướng và tìm ra được những cái hướng đi đúng đắn cho mình, thu tài lộc về tay nhiều không kể xiết luôn nhé. Có cái khó khăn nhất định nhưng với bạn tuổi Tỵ bạn vẫn vượt qua được nữa rồi đó. Và trong cái ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn lại đang gặp ngày có hỏa sinh xuất cho thổ, cho nên về cái vận trình tình duyên của bạn tuổi Tỵ lại không được tốt cho lắm, tình duyên có phần gượng ép. Và nếu như bạn tuổi Tỵ bạn đã cố gắng nhiều lần mà chẳng được như ý muốn thì thôi hãy chấp nhận buông tay, tự giải thoát cho mình khỏi cái khổ đau đi bạn tuổi Tỵ nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Tỵ xuất hành với bạn cũng được thuận lợi và bạn cũng cần phải chọn hai cái hướng tốt để xuất hành, như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc, để tăng thêm cái vận may về tài lộc về tiền bạc cho mình nhé. Ngày này với bạn tuổi Tỵ cũng đang có được cái sự hỗ trợ của các sao tốt, như là sao Kính Tâm, sao Hoạt Diệu, sao Mậu Thương, sao Thiên Ân. Hôm nay là ngày Khổng Minh cũng nhận định là rất tốt, sao Thiên Dương chiếu mệnh xuất hành tốt, cầu tài được tài, khai trương gặp được quý nhân, công việc thuận lợi, ký kết hợp đồng cũng rất tốt nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, bạn không cần phải gượng ép. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, bạn cần biết vượt qua khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, tiền bạc đổ về nhà. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, có thần tài che chở. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, tình duyên không như ý đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này ảnh hưởng khá chi là nhiều đến cái khả năng làm việc của bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Ngọ, bạn đang mất đi cái sự tập trung, lơ đãng trong khi làm việc. Cho nên cái chuyện mắc lỗi hay là mắc sai sót là cái điều khó có thể tránh khỏi với bạn trong ngày hôm nay đó. Và bạn mệnh tuổi Ngọ, bạn nên tự ý thức lại bản thân mình, giờ nào làm việc nấy, đừng để cho bản thân bị cảm xúc lấn át quá mức mà bỏ rơi lý trí nhé. Công việc không tốt thì bạn sẽ khó có thể thực hiện được những cái ước muốn của mình nữa đối bạn tuổi Ngọ nhé. Và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành sinh xuất. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn. Và bạn tuổi Ngọ, bạn không quan tâm tới những cái sự thay đổi trong cảm xúc của đối phương, mà bạn thích làm gì thì làm nấy. Sớm muộn, cái điều này cũng làm nảy sinh mâu thuẫn giữa hai người đó bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, công việc bất ổn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, thiếu tập trung làm việc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, bạn cần phải dành thêm thời gian cho gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, bạn đừng làm theo ý của mình tất cả nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8,
giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi, bạn đang có được báo hiệu có được tài lộc khá chi là ổn định do cái nguồn thu nhập chính từ cái công việc của bạn mà có được nhá. Và bạn tuổi Mùi, bạn mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về cái vấn đề tài chính của mình, bởi bạn đang có được chính tài ở bên hỗ trợ cho tài chính của bạn được tăng thêm thu nhập cho mình nữa rồi đó bạn tuổi Mùi nhá. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, bạn cũng cần phải có những cái kế hoạch chi tiêu mua sắm cho rõ ràng, đừng có thấy tiền về tay là phóng tay mua hết thứ này tới thứ khác. Có thể cái điều đó sẽ khiến cho bạn tuổi Mùi mất tiền hao của và hết sạch ví lúc nào không hay đó bạn tuổi Mùi nhé. Thổ khí vượng, cái điều này cũng làm cho sức khỏe của bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay cũng không được tốt cho lắm. Bạn dễ bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố ngũ hành gây ra và bạn tuổi Mùi bạn cần phải chú trọng tới cái việc ăn uống, đừng có bỏ bữa hay là ăn uống không hợp vệ sinh mà gặp cái vấn đề về đường tiêu hóa ảnh hưởng tới cái vấn đề sức khỏe đó nhá. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đúng giờ giấc để tăng thêm sức khỏe cho mình đó. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, sức khỏe sa sút. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, tiền bạc được dồi dào. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, bạn cần quan tâm tới bản thân. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, đừng phóng tay hoang phí. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, thu nhập chính được vững vàng nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn, cho nên với bạn tuổi Thân trong ngày này bạn rất chi là hào hứng khi bước chân vào cái mối quan hệ mới nhé. Ngày này với bạn tuổi Thân, bạn tin vào sức mạnh của tình yêu và không ngần ngại mở lòng mình để cho đối phương thêm cái cơ hội để tiến tới cái chuyện tình cảm giữa hai người được. Với bạn tuổi Thân trong ngày này, những tổn thương trong quá khứ chẳng hề ngăn cản bạn tiến bước về cái hạnh phúc lứa đôi. Và bạn mệnh tuổi Thân, hạnh phúc là thứ lớn hơn rất chi là nhiều, đủ để cho bạn vượt qua những cái nỗi sợ hãi thường trực trong tim mình rồi đó nhá. Nhưng trong cái ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thân, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ kéo theo những cái chuyện đồn đoán thị phi làm ảnh hưởng tới uy tín của bạn tuổi Thân trong công việc nữa đó. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thân bạn không muốn nhưng có nhiều cái chuyện chẳng tránh được tiểu nhân quấy phá làm ảnh hưởng tới công việc của bạn hiện tại nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Thân, cái việc xuất hành với bạn cũng không được thuận lợi. Tuy nhiên, nếu như bạn có việc phải xuất hành thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính đông, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc để tăng thêm cái vận may cho mình nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, tiểu nhân gây chuyện. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, thị phi bủa vây. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, dễ bị lôi kéo. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, tình cảm được thăng hoa. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, nhân duyên hòa hợp nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8,
giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn tuổi Dậu bạn cần phải nắm bắt lấy cái cơ hội ngay đi nhá. Ngày này với bạn tuổi Dậu, đào hoa được nở rộ, bản mệnh dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình mà không cần phải lo lắng quá nhiều đâu nữa. Tình yêu sẽ dẫn lối, làm cho con tim của bạn tuổi Dậu lên tiếng. Nếu như bạn không quá khắt khe thì chắc chắn sẽ tìm thấy được người phù hợp với mình trong ngày hôm nay thôi. Và bản mệnh tuổi Dậu, hãy lắng nghe trái tim mình để biết bản thân mình đang cần gì bạn tuổi Dậu nhé. Chính quan ở bên, cái điều này làm cho cái con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh tuổi Dậu trong ngày thứ ba này đang trên đà thăng tiến rất chi là tốt. Và bạn tuổi Dậu, bạn hiểu rõ được cái ưu thế của bản thân mình nằm ở đâu và làm mọi cách để phát huy được cái thế mạnh của mình nữa rồi được. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, công danh được thăng tiến. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tình yêu dẫn lối. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, công việc thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, nhân duyên hòa hợp. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, có được may mắn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành lục xung, cái điều này dẫn đến những cái sự mâu thuẫn trong cái mối quan hệ của bạn tuổi Tuất với người ấy nhé. Và bạn tuổi Tuất, bạn cần phải dành thời gian để ngồi lại tâm sự, chia sẻ với những cái mâu thuẫn đôi bên đang gặp phải để tránh xung đột có thể xảy ra giữa hai người đó. Bạn tuổi Tuất trong ngày này cũng có những lúc rất cố chấp và bảo thủ, không quan tâm tới những cảm xúc của đối phương. Có thể cái điều này sẽ gây ra những cái vết thương lòng mà không có cách nào xóa đi được. Và bạn tuổi Tuất, bạn cần phải thận trọng với cái lời nói của mình trước khi nói ra nhé. Ngày này may mắn với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài nhập cục, cho nên về cái phương diện tài chính của bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay không phải lo lắng gì nhiều. Cái vận trình tài lộc của bạn tuổi Tuất được lý tưởng, bản mệnh đang có được thu nhập khá chi là ổn định với những cái mục tiêu, với cái sự chi tiêu của mình cũng rất chi là hợp lý. Và bạn tuổi Tuất, bạn nên lên kế hoạch về tài chính cho tốt nữa bạn tuổi Tuất nhé. Ngày này với bạn tuổi Tuất, xuất hành đi xa thì có phần cũng được thuận lợi. Tuy nhiên, bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc để tăng thêm cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho mình đó. Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang có được cái sự hỗ trợ của các sao tốt như là sao Thiên Ân, sao Mậu Thương, sao Hoạt Diệu. Bên cạnh đó, ngày này cũng là ngày tốt theo khẩu minh, là ngày thiên dương rất tốt, xuất hành được thuận lợi, cầu tài được như ý, gặp được quý nhân, công việc được rất tốt nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, tiền bạc được dồi dào. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, vợ chồng mâu thuẫn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, bạn cần có dự tính được. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm
3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi hợi thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi, bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay sẽ có được cái cơ hội để cho bạn thể hiện được cái năng lực của mình nhé. Và bạn tuổi hợi, bạn cần phải quyết đoán và dứt khoát hơn để không bỏ lỡ đi những cái cơ hội đáng quý đến tay mình đó. Tuy nhiên, trong cái ngày thứ ba này đối với bạn tuổi hợi, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi hợi về những cái hiểu nhầm mà đôi bên có thể sẽ phải đối mặt với cái điều đó đó. Và bạn tuổi hợi, bạn đừng có cho rằng những cái điều mắt thấy tai nghe là hoàn toàn chính xác. Bạn vẫn cần phải kiểm chứng lại những cái thông tin mà mình gặp phải trong ngày nhé. Có nhiều người quá tự tin vào những cái điều mình cho là đúng, cho nên vô tình quy chụp hiểu nhầm với những người thân yêu nhất của mình đó. Và bạn tuổi hợi, có cái sự sai trái hay không, đôi khi chính bạn còn không ý thức được. Hãy cho đối phương cái cơ hội để giải thích cho có đầu có đuôi, để hai bên có cái sự hiểu thấu được lòng nhau, để giữ được hạnh phúc gia đình bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, bạn nên bình tĩnh để giải quyết. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, công danh được vượng phát. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, của quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, hiểu lầm chồng chất. Đó. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.